Công việc hiện tại của tôi á là đi bán vé số để giúp cho lớp tình thương phường Phú Cường. Tôi làm những cái việc mà tôi thích làm để giúp cho các em là có số chữ để các em vươn lên cuộc sống. Tôi tên là Trần Thật là Nguyễn Thị Ba. Trước kia thì tôi là một giáo viên ở trường tiểu học Tương Bình Hiệp. Sau khi nghỉ hưu rồi thì tôi cũng về với gia đình một thời gian, nhưng mà thấy công việc của mình thì cũng không có gì, cũng hơi buồn, cho nên là tôi quyết tâm tìm những công việc nào mà có thể thích hợp cho mình. Thì trước đó thì tôi cũng tính là đến viện dưỡng lão. Đến đó thì tôi nhìn thấy cái cảnh neo đơn, cái tôi thấy là rất là buồn. Cho nên cái ý nghĩ của tôi là bây giờ mình còn sức khỏe, lúc đó là mới có 8 tuổi hà. Cho nên là tôi quyết tâm mình cũng có cái nghề, mà cái nghề đó là nghề con chữ. Thôi thì bây giờ mình về chạy, mình không lấy tiền gì hết. Đi hỏi thăm phó chủ tịch phường Phú Cường, em nói đồng ý liền. Thì lúc đó là học trò rất là đông. Mấy em nó nói là không có giáo viên, thì tôi cũng nhận được cái lớp đó là tổng cộng là 22 bạn. Tôi thấy nhìn thấy những các bạn nhỏ thì cô thấy rất là đáng thương. Mình thấy cái hoàn cảnh thấy thương quá. Thì bây giờ bán vé số đi, mình hỗ trợ cho mấy em. Một phần là cô trích ra cho các em lớp tình thương. Một phần nữa, những hoàn cảnh nào khổ hơn cô sẽ giúp 50 hoặc 100 thôi, không có nhiều. Từ khi mà bán vé số hỗ trợ cho lớp là 8 năm. Cứ đem theo nước, để đem theo chiều uống. 4 giờ đó là tôi đã thức dậy rồi để chuẩn bị. Là 5 giờ rưỡi cô đến cái quán cà phê gần đây, là cô bán cho những bạn đó là đi tập thể dục. Mới đầu thì bán có 50 vé mà mình đâu có biết bán vé số. Mà mấy trong cái lúc mà bán vé số này cho đến bây giờ là có thể nói là mình bị mất vé số rất nhiều. Bị giật dọc, bị đổi vé số rồi đủ thứ hết trơn. Còn dạy lớp thì còn bán vé số. Còn khi cô nghỉ không dạy lớp nữa thì cô không bán vé số. Cô Ba, ban ngày phải đi bán vé số, còn bữa tối là phải đi dạy tụi con. Con mong cô Ba thật nhiều sức khỏe, dạy tụi con biết chữ. Trước là con không biết chữ, cô Ba dạy con toán và dạy con biết đọc chữ. Năm nay là con đã biết đọc chữ và tính toán nhân chia. Nếu như không có cô Ba là bây giờ con không biết chữ. Tụi con biết ơn cô Ba. Biết rồi. Trong 8 năm trôi qua của lớp tình thương này, biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn. Nhưng tôi vẫn cố gắng vượt qua những chông gai đó để tiếp tục dạy cho các em biết con chữ. Thay vì bán vé số, thay vì phụ quán người ta nặng nhẹ này kia, rồi bây giờ mấy em đã ra lớp được rồi, mấy em cũng có cuộc sống tốt bằng cách đi học nghề. Động lực của cô để tiếp tục dạy thêm cho mấy em